Anh em ở sàn Tây Nguyên xin chào các bạn. Hôm nay anh em ở sàn Tây Nguyên sẽ giới thiệu cho bạn một cặp tỳ hưu bằng đá thanh trắng rất đặc trưng của Việt Nam mình, bằng đá tự nhiên, đá thanh. Đá thanh, như các bạn đã biết, tỳ hưu là đứa con thứ 9 của rồng. Nó hơi khác kỳ lân, là giống kỳ lân nhưng có đôi cánh và không có hormone. Tác dụng phong thủy của tỳ hưu là mang may mắn và tài lộc. Đấy là tác dụng phong thủy về hình dáng của kỳ tỳ hưu. Nhưng một điểm đặc biệt, nếu các cô các bác mà thích chơi linh vật phong thủy bằng chất liệu đá thạch anh tự nhiên thì đây là một cặp tỳ hưu bằng đá tự nhiên các bạn này. Đá thanh trắng, để anh em lấy phần đế cho bạn xem cùng chất liệu cả. Anh em soi vào, đây là hướng đông mặt trời, để anh em soi vào. Bình thường là cho vào buổi tối các bạn nhìn ra, nhưng anh em soi vào nắng ban mai để các bạn trải nghiệm thêm buổi sáng sớm. Sớm các bạn, ánh sáng nó sáng rực lên, có những vết nếp vết phèn rất tinh khiết. Đây các bạn nhìn thấy phía dưới anh em còn để nguyên thô để các bạn biết nó không phải là đúc, không phải là chất đúc. Nó tuy nhỏ nhưng khá là nặng các bạn ạ. Anh em nhớ lên làm bằng tay, anh em thợ nhà sàn Tây Nguyên khắc bằng tay. Các cô các bác chơi có điều kiện thì nên dùng tỳ hưu bằng đá tự nhiên của mình, đá thanh tự nhiên vừa tạo năng lượng dương. Những thỏi đồng tiền này anh em cũng làm bằng một chất liệu cả, cùng từ một cục đá anh em làm ra những thỏi vàng và tỳ hưu được một gia chủ đặt những thỏi vàng này, và anh em làm thêm cặp tỳ hưu này nữa các bạn, rất chi đẹp. Dùng bằng chất liệu đá thanh thì năng lượng khá là cao, tạo ra sinh khí ngôi nhà của mình. Vị trí của mình đặt rất chi tốt, rất tinh khiết, đá tự nhiên làm bằng tay và không phải khuôn đúc nên chắc chắn là không đụng hàng, không có con nào có kích thước và trọng lượng giống như thế này các bạn ạ. Giống như thế này, vừa sinh tài lộc, vừa tạo năng lượng dương, vừa sinh khí, vừa hấp thụ các sóng từ. Nếu các cô các bác có điều kiện thì nên sử dụng. Anh em ở sàn luôn chia sẻ về các loại đá phong thủy tự nhiên Việt Nam. Nếu có dịp mời các cô các bác ghé thăm anh em ở sàn Tây Nguyên, hoặc các cô các bác cần những vật phong thủy nào thì hãy alo cho anh em nhà sàn Tây Nguyên. Anh em nhà sàn Tây Nguyên sẽ ship đi khắp nước. Anh em nhà sàn Tây Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.